Không khó để nhận ra các căn hộ cao cấp đang dịch chuyển mạnh về Tây Hồ Tây, nơi đây cũng được đánh giá là khu vực trọng điểm tập trung khu kinh tế đón đầu, thu hút đầu tư của Hà Nội. Lý giải về sức hút này, theo chủ trương của thành phố, đến năm 2030, tầm nhìn 2050, khu vực này dự kiến sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của thủ đô, với trụ sở nhiều bộ ngành, đại sứ quán cùng nhiều tổ chức quốc tế tầm cỡ. Do vậy, phát triển cơ sở hạ tầng cũng được chính phủ đẩy mạnh bằng việc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm. Minh chứng điển hình cho điều này phải kể đến xây dựng công viên Kim Quy rộng 100 ha hay việc nâng cấp và mở rộng hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như tuyến đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài song song với tuyến đường sắt đô thị số 2 hay mới đây nhất là tuyến đường 60 nối hai con đường huyết mạch Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, thị trường Tây Hồ Tây đang có nhiều tiềm năng khi lượng người trung lưu, người có thu nhập cao tại Hà Nội đang tăng cao nên xu hướng di chuyển từ căn hộ thấp cấp lên những căn hộ trung và cao cấp cũng tăng mạnh, kết hợp với một hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ cùng một loạt các dự án bất động sản đi vào vận hành. Giá trị bất động sản khu vực này liên tục tăng mạnh, thu hút được giới thượng lưu trong và ngoài nước. Tây Hồ Tây đã và đang hình thành một diện mạo quy hoạch, hạ tầng, xu hướng nhà ở mới với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp do nhiều tên tuổi lớn trong ngành địa ốc đầu tư, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Nguồn cung dần hạn chế, nguồn cầu thì luôn tăng do sức hút của bất động sản khu vực. Bất động sản Tây Hồ Tây hiện không chỉ nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng có nhu cầu ở thực mà còn thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư mua để cho kinh doanh. Bởi theo đánh giá của các giới đầu tư, căn hộ chung cư cho thuê hiện đang chiếm thế thượng lưu hơn nhà phố. Việc bán lại các căn hộ chung cư có tính thanh khoản, thậm chí ngay cả đầu tư lướt sóng cũng có thể bỏ túi vài trăm triệu chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Ghi nhận thực tế tại một số dự án nhà liên thổ quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, giá không chỉ tăng qua các đợt mở bán mà giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp cũng không ngừng tăng. Cá biệt dù có những dự án tăng giá, song tìm kiếm mua lại trên thị trường thứ cấp cũng không có hàng. Chẳng hạn như một số dự án ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh, dòng sản nhà liên thổ nằm trên các trục đường chính được chào bán ra thị trường 135 đến 150 triệu đồng một mét vuông, trong khi cách đây khoảng 5 năm trước, lúc các sản phẩm đầu tiên được chào bán ra thị trường, mức giá chỉ rơi vào khoảng 30 triệu đồng một mét vuông thì hiện nay giá tại đây đã tăng gấp 4,5 đến 5 lần. Hay tại một số dự án khu vực phía nam thành phố tại thời điểm mở bán vào năm 2017, giá nhà chỉ từ 2,4 tỷ đồng một căn thì nay đã tăng lên 4 tỷ đồng một căn. Nhưng các nhân viên môi giới tại đây cho biết nguồn hàng trên thị trường thứ cấp cũng rất khan hiếm vì ít người có nhu cầu bán lại. Theo phân tích của các chuyên gia, với một số đô thị có tốc độ dân số cơ học lớn như thành phố Hồ Chí Minh, bất cứ phân khúc bất động sản nào cũng có tiềm năng lớn. Riêng với sản phẩm nhà liên thổ, nhu cầu nhà mua ở, mua đầu tư luôn có kể cả những lúc thị trường đi xuống vì tâm lý người Việt rất thích nhà liên thổ. Và tầng lớp thượng lưu giàu có đang tăng nhanh, trong khi đó nguồn cung ở phân khúc này không có nhiều do quỹ đất ngày càng khan hiếm. Theo giới chuyên gia, giá nhà liền thổ tăng còn xu hướng dịch chuyển đầu tư vào phân khúc này. Thay vì tập trung vào các phân khúc căn hộ cao cấp, nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch dòng vốn sang sản phẩm nhà liền thổ nhờ thu được nhiều lợi nhuận vốn hóa tốt hơn trong khi quy mô đầu tư tương đương. Đáng chú ý, khách mua nhà liền thổ xuất phát từ cả nhu cầu mua để ở và mua cho thuê chiếm phần lớn. Nếu khách quan để đầu tư thì cũng mở dạng tích lũy tài sản dài hạn thay vì lướt sóng. Chính vì vậy, giao dịch sang nhượng tại thị trường thứ cấp cũng rất khó khăn do nhu cầu mua cao nhưng nguồn hàng không nhiều. Ở mỗi phân khúc sản phẩm đều có đối tượng khách hàng riêng, do đó dù phân khúc giá cao nhưng thực tế lượng khách tài chính khá giả thường thích tìm mua nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị, thậm chí có thời điểm không còn nguồn hàng để bán ra cho khách, nhất là những dự án ở vị trí đắc địa, ven sông, giá đất cũng tăng đột biến do nhu cầu nhà ở sạch, tiện nghi.